Câu số 1, các bạn sẽ chọn cho cô là đáp án C, play a game of basket. Basketball, chơi một trận bóng rổ. Câu số 1, mỗi câu đúng sẽ được một điểm. Câu số 2, tí thì mình sẽ tính tổng xong bao nhiêu điểm, các bạn chỉ cần báo cho cô thôi, không cần phải đâu. Cứ báo trung thực là được. You hear a professional tennis player talking on the radio. What is she worried about? Is she not fit enough to play Wimbledon? Wimbledon này là cái giải dạng như là một trong những cái giải mà tennis uy tín nhất trên thế giới á con. Thì ở đây mình sẽ chọn đáp án C. Câu B, cô ấy e rằng cô ấy sợ là không đủ fit cân đối để chơi ở Wimbledon. Câu tiếp theo, câu số 3 là she hear a man talking about football. Who is he? Nghe một người đàn ông nói về bóng đá thì ông ấy là ai? Thì a sport commentator, là một bình luận viên thể thao. Câu số 4, you hear a woman and a man talking about sport clothes. What does the man think? Người đàn ông nghĩ gì? Thì advertising is responsible for children interest in designer sport clothes, tức là quảng cáo là sẽ chịu trách nhiệm về những cái sự yêu thích của mấy đứa nhỏ trong việc mà thiết kế quần áo thiết kế. Câu số 4 chọn A. Và câu số 5 là you hear an advert on a canoeing holiday. Canoeing holiday là cái kỳ nghỉ mà đi bằng cano các bạn. What does the man say about the holidays? Người nào ông sẽ nói gì về kỳ nghỉ? Thì yêu, it will give you a chance to appreciate natural world. Sẽ cho bạn cơ hội đánh giá được cái thế giới tự nhiên. Rồi được chưa? It's okay. 5 câu nha, 5 điểm, mỗi điểm một câu nha các bạn. Mỗi điểm một câu. Câu số 2, ở đây là phần CAE là C1 nè. Phần này là phần C1 nè. Phần này khó nha. Cái này nó không có theo trật tự đúng gì à, khó dễ trước khó sau đâu các bạn. Là câu số 2, you will hear a part of interview với người này, người mà viết ra một quyển sách về tuổi vị thành niên. Hãy chọn đáp án. Thì cái lý do chính tại sao những cái preteens này nhận được nhiều sự chú ý hơn thì ở đây á là người ta đã paraphrase, là người ta đã thiết kế, người ta đã thay đổi một số cái câu hỏi ở trong sách đó mấy bạn. Là is it real like that pretend has significant spending power? Có một cái power về tiêu xài rất là lớn. Câu D, câu 6 chọn D. Câu 6 chọn D, câu 7 là marketing campaigns aim to pretend should be carefully examined because, là cái chiến dịch marketing á nên có mục tiêu là pretend nên được kiểm tra cẩn thận, bởi vì sao? Những cái tuổi này thường là susceptible, tức là dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng bởi cái advertising, là bởi quảng cáo. Thì câu số 7 các bạn chọn A cho cô. Câu 8, Harold claims that friendship không quan trọng cho pretends. Nó bởi vì sao tình bạn là quan trọng chứ? Quên, quan trọng cho tuổi pretends bởi vì sao? Những mối quan hệ này giúp họ định hình lên cá tính của mình. Tiếp theo. Câu 9, anh ta cho rằng less stressful approach to evaluation the world là những cái phương pháp ít stressful, ít căng thẳng hơn đến sự đánh giá, là do reduce, là giảm với cái stress về học hành của cho những cái bạn routines á. Câu 9 chọn C. Và câu 10 là ba mẹ nên làm gì giúp bọn con mình, là be good listener, là nên người lắng nghe.
Rồi câu số 10, 13. Các bạn sửa lại cho cô 11 Wood and Stone. Cái phần này phần IELTS nè. Phần này là của IELTS. Narrative Paintings 1906 và từ Advert Advent of Tourism. Cái phần viết câu trung bình là các bạn đã viết hết chưa? Viết câu trung bình các bạn đã viết hết chưa? Cái file viết câu cho các bạn á. Trời, đang bị ôn giữa kỳ, thi giữa kỳ, đứa nào cũng bận rộn này. Xong chưa tụi con? Xuống được chưa? Rồi, cô xuống nha. It's okay. 15. Phần này là B2 nè các bạn. Ở FCE, trình độ FCE. You will hear a woman called Mather and a man called Stram talking about a TV serial called Medicine, which is about a doctor who works in a hospital. Decide, nếu hãy quyết định xem những câu này đúng hay sai á. Là câu số 16 là họ đồng ý rằng quá nhiều sự kiện xảy ra ở Lasso là true nè. James nghĩ rằng cái series popular được yêu thích bởi vì những cái main character là nhân vật chính là True luôn nè. Master nghĩ rằng anh hùng nên né tránh cái vấn đề là phone phone nhé. Này đưa ra đây mới đúng. Và Master thinks that nghĩ rằng cái main character nên có những cái similar skill, kỹ năng tương tự với một cái detector là thám tử. Và có 20, Dave Blunt lên kế hoạch xem một cái chuỗi series cùng nhau when they have time, khi mà họ có cùng có thời gian. Thì ở đây là mỗi câu đúng các bạn sẽ được một điểm. À, tổng phần nghe là 20 điểm. Tụi con xem tụi con được bao nhiêu câu. Báo điểm xem nào các bạn, bạn nào đã nghe rồi, bạn nào đã làm phần nghe rồi báo cho cô xem điểm bao nhiêu, được bao nhiêu trên 20 tụi con. Bữa trước cô nhớ cô dặn là hôm nay mình sửa bài của Hải Dương mà đúng không nhỉ? Xem được bao nhiêu nào? Thùy Linh đồ, Thùy Linh, Ngọc Hà, Tuấn Kiệt, Minh Khánh. Ồ, bạn bạn Linh Trần nghe tốt vậy hả? Mấy anh chị 10, mấy anh chị 12 nghe cũng không bằng con rồi đó. Bạn Minh Khánh nghe 15, ok. Cô bạn kịp bạn Ngân sao không nghe không mở được ta? Bữa trước mà cô giao là cô phải tải liền nha Ngân nha. Nhã Kỳ ơi, thi sao thi cử xong chưa? Hà Anh, Thanh Hà, Trần Hà đâu con? Hoàng Vân Anh, Việt Anh ơi, rồi đâu các bạn kia đâu? Chắc là chưa nghe rồi, nghi quá, nghi quá. Rồi, bài 21 nè. What là chủ ngữ, what appears in the first draft, cái mà xuất hiện ở trong cái bản thảo đầu tiên. Bản nháp đầu tiên của cái lời đề nghị bản thảo sẽ không cần thiết nằm ở trong bản cuối cùng. Thì các bạn nhớ nguyên một cái vế what appear in the first word of proposal là chủ ngữ cho cái phần sau này. Được chưa? Nó sẽ là chủ ngữ cho phần sau này, tức là nguyên cả một mệnh đề là chủ ngữ.
Con nghe phèo quá. Là cả một chủ, là chủ ngữ mấy bạn nha. Thì ở đây mấy bạn nhớ là thay thế, nên là mệnh đề chỉ danh từ, đúng không, trò như một danh từ luôn. Còn mặc dù á, nếu các bạn dùng mặc dù á là mình sẽ có hai vế. Mấy bạn nhớ là mặc dù chuyện này sẽ có chuyện kia. Thì nếu mặc dù thì chỗ này bắt buộc phải có chủ ngữ nè. Nếu chỗ đáp án A là đằng sau chữ will á, đằng trước chữ will phải có chủ ngữ chứ. Sai. Còn nếu mà chọn đáp án B á, là trong tiếng Anh một chủ ngữ mà có hai cái động từ chia tiêu thì là không đúng. Ít là chủ ngữ appear là động từ chia tiêu thì, will là chia tiêu thì là không đúng. Là mình phải dùng đại từ liên hệ hay mình dùng cái gì đó. Tương tự, despite sự xuất hiện của nó ở trong cái bản thảo đầu tiên thì ở đây mình thiếu chủ ngữ. Thì suy ra chỉ có đáp án C là đúng nhất thôi. Nếu giả sử các bạn không biết được á thì ở đây mình sẽ phân tích những cấu trúc còn lại, tại vì những cái này tụi con đã học rồi. 21 chọn C. Ở đây 10 câu, mỗi câu một điểm luôn các bạn nha. Rồi, câu số 22 là chúng ta học ở cái bài đầu tiên á, cái bài mà đảo ngữ. Tuy nhiên ở đây là nó không có, nó chưa có đảo ngữ mà là cái global warming nó nóng lên, nó tăng lên một cái mức mà băng ở các mọi mọi nơi đã bắt đầu shrinking, là co cụm lại. Thì hiện đây mình chỉ là tan chảy. Thì mình sẽ có cấu trúc là to shorten and extend that, ở một cái mức độ mà, được chưa, đến đến một cái mức mà, mình dịch là như vậy á, đến một cái mức mà. Còn mấy bạn nhớ mình không có to extend that, sâu that hoặc xích that thôi, chứ không có to in á. Thì bản thân câu A với câu C là loại nè. So great understand, mình chỉ có là to short understand chứ không có dùng so great understand. Được ta? Chưa? Ok, còn nếu mà con dùng so là không đúng, tại vì great á là nó là tính từ, còn progress là động từ mà. Ở đây mình chọn đáp án B. Câu này mình học ở trong phần đảo ngữ á, mà lúc mà chưa đảo ngữ á, là đã có rồi. Tiếp theo mấy bạn biết là chữ phim ở đây mình không có dịch là động, mình không phải là động từ là bộ phim đâu, và đây danh từ là bộ phim đâu, mà phim ở đây là động từ đó mấy bạn. Thứ nhất là làm phim, thứ hai là ghi âm lại, quay phim thì mình dùng từ phim, được chưa. Để mà quay phim, phát triển cái việc mà tráng phim ở nhà thì đòi hỏi rất nhiều. Các bạn biết tráng màn phim, tráng phim là gì không? Đã nghe bao giờ chưa? Đã nghe bao giờ chưa các bạn? Tráng phim là mấy bạn biết là gì chưa? Đây cô show cho các bạn coi. Chán phim, chán màn phim, chán màn phim. Màn phim là gì? Cái này đây có bên tiếng Anh thôi, còn tiếng tiếng Việt cô cũng không biết là giải thích làm sao cho các bạn hiểu nữa. Ok, nó không mang nghĩa thứ nhất đâu các bạn nhé. Ở đây là một cái lớp mỏng, em tráng một cái lớp mỏng lên bề mặt cái gì đó thì người ta gọi là tráng màng. Tráng màng, ok. Tráng một cái lớp, một cái màng cái gì đó thì đây mang nghĩa số 5 mà các bạn nha, nó không phải là quay phim đâu nhé. Để chán màn phim ở nhà, chán màn ở nhà thì yêu cầu rất nhiều chất hóa học đơn giản. Simple equipment là trang thiết bị đơn giản, và running water, nước vòi, nước máy, nước chảy á các bạn. Còn nếu mà để mà phát triển phim là không hợp lý. Loại nhé.
When film is development, khi phim được phát triển còn không hợp lý nữa, thì đây mình đóng vai trò là như chỉ mục đích thôi, tu động từ nguyên mẫu. Câu 23 chọn đáp án B. Câu 24, tôi thức dậy trễ buổi phỏng vấn bởi vì tôi đã lo lắng. Tôi đã lo lắng cả đêm và không ngủ được. Cái việc em lo lắng này em diễn ra cả đêm là diễn ra trước đó, diễn ra liên tục. Bởi vì ở đây mình có all night thì suy ra các bạn sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Tại vì mình lo lắng trước mà, thì câu 24 chọn C, phần này cô nghĩ là các bạn sẽ làm được, phải làm được. Scientists, các nhà khoa học đang tiến hành carry out experiments là tiến hành những cái thí nghiệm on. Các bạn nhớ là on something. Chắc chắn sẽ là on something. Nhưng mà tiến hành thí nghiệm là cái cách mà ô nhiễm tiếng ồn nó có thể gây ra những cái tình trạng, cái nguy cơ về sức khỏe khác nhau. Thì đây mình sẽ dùng how noise pollution. How noise pollution can. Còn what là cái gì là không hợp lý rồi. Hum là người mà. Và weather liệu mà. Các bạn nhớ khi các bạn dùng liệu mà thì chủ ngữ động từ chứ không thể dùng can đứng trước đây. Liệu mà có thể gây ra được hay không. Thì sai về mặt cấu trúc là câu A. Thì ở đây sẽ chọn 25, chọn đáp án D. 26. Cô ấy đã cái gì đó khi mà giáo viên bắt cô ấy đứng nói đứng trước cửa lớp. Thì các bạn nhớ là ở đây là sẽ có hai cái cụm từ. À, paint the town red là gì bữa trước mình học rồi, nhớ không? Paint the town red là gì bữa trước mình học rồi, bạn nào nhớ nào? Cháy phố. Rồi, because red handed là gì tụi con? Because red handed là gì? Đang nhớ không con? Cái này mình học hết rồi đó. Có nghĩa là bắt tận tay, bắt quả tang á. Còn when go as red as beetroot có nghĩa là xấu hổ, đỏ mặt, nhưng mà không phải đỏ mặt vì xấu hổ mà đỏ mặt vì nóng và vì làm cái gì đó mà gọi là gì ta? Em cảm thấy có lỗi hay gì đó thì dùng beetroot. Còn ở đây mấy bạn dùng turn bright red là đỏ mặt vì tức giận hoặc vì xấu hổ nha. Thì câu A với câu C nó cũng ná, câu B với câu C nó ná, nhưng mà cái câu B có nghĩa là đỏ mặt vì nóng nữa, hot. Cái mặt là làm cho không khí nóng làm cho mặt đỏ phừng phừng lên á. Thì lúc đó chọn B, ngoài nó còn nghĩa là embarrassed nữa. Là bối rối lúng túng, ở đây xấu hổ e dè nhút nhát khi bắt được đứng trước lớp á. Thì chọn đáp án C. Chọn đáp án C, còn cái này là bốn cái item này các bạn học rồi nè. Rồi, câu số 10, 27. If you would like to wait for a moment, nếu em muốn đợi thì tôi sẽ call up your file, tức là tìm thông tin, tìm cái file trên màn hình máy tính đó các bạn, tìm thông tin, mở tập tin trên hình máy tính thì dùng call up your file. Còn boot through là kết nối đường dây điện thoại, ring in là ban hành luật nữa, ring in the law. Thì lúc này nó hay dùng đi với chữ lo. Và mấy bạn biết cái từ ban hành luật này nó ra đề trung học phổ thông quốc gia là mấy lần rồi đó, 3 lần 2 lần gì đó. Tiếp theo. My first job là to arrange the files in. À, cái này là học ở trong bạn nào học nhớ cái từ vựng này, học trong Destination Unit 6 á. Destination C1 C2 Unit 6 á, theo trình tự thời gian. Chronological order from the oldest to most recent, từ cái cũ nhất cho đến cái gần đây nhất. Còn ordinal là thứ tự. Numerical là số lượng về thuộc về số mấy bạn. Cho nó ăn B. Câu tiếp theo. I couldn't persuade my sister. Tôi không thể nào mà thuyết phục chị tôi và tôi đang resign to the first state. Resign là dùng gì các bạn?
Resign to là chấp nhận một điều gì đó rất tồi tệ, là một sự thật là cô ấy sẽ kết hôn với Jason. Thì resign to là chấp nhận một cái điều gì đó tồi tệ. 29, resign to là chấp nhận một cái điều gì đó tồi tệ. Câu tiếp 30, it's worth Peter who mình sẽ có là took initiative in, có nghĩa là khởi xướng. Cái này là mấy bạn học ở chương trình trung học phổ thông, mấy bạn học 10 lớp 10 sẽ gặp từ này, took initiative in doing something, là khởi xướng hoặc là có sáng kiến gì đó. Rồi xong chưa? Rồi, câu số 31. Câu 31 là deficient á, là tính từ á các bạn, có nghĩa là thiếu. Thì mình đưa vào danh từ, mấy bạn biết acid folic không? Acid folic là cần cho những người mang thai á. Thật sự rất là hiếm thấy tìm ở con người, bởi vì những cái vitamin này chứa đựng rất nhiều, chứa trong rất nhiều loại thực phẩm. Thì đây mình sẽ đổi là deficiency nha, chứ không như mình rarely because hoặc là in được. Thì câu 31 chọn đáp án A. 32 là digital clock, là chủ ngữ đúng không? Dù nó chính xác đi chăng nữa thì không thể nào mà chính xác, bởi vì cái vòng cái sự xoay 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 chuyển của trái đất á, vòng xoay của trái đất nó thay đổi nhẹ qua từng năm. Thì đây mấy bạn nhớ nè, nó đóng vai trò là chủ ngữ trong câu rồi thì mình không còn dùng chữ đây nữa, thì chữ đây này bị thừa á, thì các bạn sẽ bỏ chữ đây đi đó, mình sẽ bỏ chữ đây đi được chưa, bỏ luôn chữ đây. 32. À quên. Ở đây là mỗi câu quên mất phần trắc nghiệm, mỗi câu 10 điểm, một câu 10 một điểm. Thì các bạn là đúng được bao nhiêu câu rồi? Báo cho cô biết xem đúng được bao nhiêu câu xem các bạn. Bao nhiêu trên trên 10? Phần này dễ nha, không khó nha. Ồ, 8 trên 10, 28 trên 30, 7 trên 10, 8 trên 10, em sai 2 câu. Ok. Tiếp các bạn ạ. Câu số 30, 32 rồi nha. 33. Đó, tí nữa mình sẽ coi bao nhiêu điểm nè. 33, it's important. Rất quan trọng, young people. Thì it's important, câu này substantive chắc chắn luôn. Các bạn nhớ là có một câu thức giả định là đằng sau nó không không bao giờ chia, mà sẽ là chia là be hoặc là should be. Should be allowed là cho phép ai làm gì đó. To look for better jobs opportunity in big cities. Được chưa? Ở đây là thức giả định nè, câu này luôn luôn có. It's important, essential đó. Rồi từ imperative đó, imperative rất nhiều. Mấy bạn cứ gõ thức giả định lên là nó sẽ có ba dạng, là một số đi với danh từ, một số đi với động từ, một số đi với tính từ. Đó, cái phần này đầu năm 12 các bạn mới được học.
Tiếp nè, reminding là nhắc nhở, không bỏ lỡ trận cuối cùng. Ở đây là được nhắc nhở anh ta đã lên 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 cái setup khởi hành đi. Thì mấy bạn nhớ là anh ta được nhắc nhở chứ không phải tự tự nhắc nhở được, thì này là chi bị động mới đúng. Thì là reminded, câu số 34 đổi chữ a reminding thành reminded. Rồi ok, tiếp nè các bạn nè, câu số. Cô biết rồi, cô tắt mic cho tụi con ghi chép hết chưa? Câu số 35 là Liên Hiệp Quốc đang gửi một cái viện trợ nhân đạo á các bạn. Viện trợ nhân đạo là humanitarian. Humanitarian, viện trợ nhân đạo cho những khu vực mà bị ảnh hưởng bởi conflict. Conflict là mâu thuẫn. Ok, tiếp câu số 36. Dubious, câu này siêu dễ luôn. Đứa nào học Unit 2 của Destination C1, C2 kỹ lại ra từ đau phương thôi. Overwhelm là quá tải. Apprehensive là đang phiền lòng, đang lo lắng. Cô thấy apprehensive hay dùng viết luận cũng được nè. Bother là phiền lòng. Ok. Rồi xuống nè, face the music bằng với criticize là phê bình chỉ trích. Devastating là bằng với câu D, có nghĩa là tiêu hủy, còn overthrow là lật đổ, các bạn cần thì ghi nha. Terminate là chấm dứt vậy và sơ tán, câu C. Từ này hình như lớp 9 mình được học rồi các bạn ạ. Bạn nâu đi. Dạ buổi trước á là
Rồi xuống nha các bạn. Được chưa? Chỗ nào không biết thì phải nhắn hỏi nha. Rồi được chưa các bạn ơi? Cái phần này là tất cả là nó sẽ có những cái câu dễ và có những câu khó nha. Có những câu dễ là câu khó. Mà cái form này là của đúng Trung học phổ thông quốc gia luôn tụi con. Cái Trung học phổ thông quốc gia là từ vựng nó sẽ dễ hơn. Còn ở đây là idiom là khó hơn nè. Idiom là khó hơn nè. Nói chung á, là cái form bài thì giống nhưng mà cái từ vựng á, là sẽ khó hơn á. Ok. Rồi. Cái chỗ này các bạn có lăn tăn gì không? Any questions for me? Bài tập mới đây nhờ, tức là em nhai nhiều hơn, em cắn nhiều hơn, em có thể nhai á, làm những cái điều gì đó quá quá khó, không đúng thực tế với bạn á. À, đúng rồi, chính xác con, tức là cái mà người ta thiết kế bài là tụi con phải dựa vào tình huống của toàn đoán được nghĩa. Nên là cô nói cái đề này dễ chứ nó không có khó đâu các bạn nha. Không khó tí nào hết. Có nhiều cái đề chuyên hay là do cô giải đề 30 tháng 4 nhiều quá rồi ta. Cô thấy phần này nó khá là dễ luôn á. Likewise. Ok. Tương tự như vậy. Watch how she does it. And then do likewise là làm tương tự như vậy. They went out late, so I decided to. Mấy bạn need associate. Thì association là hiệp hội, đưa về động từ thôi, tách ly bản thân thôi, tách biệt mình ra khỏi một cái nhóm đó, disassociate. Câu 43, like many other. Thì các bạn nhớ là cái người mà sợ công nghệ, cái từ này hơi khó xíu cho các bạn thôi. Đối với học sinh chuyên thì từ này hơi khó. Các bạn nào đã gặp được từ này chưa? Bạn nào đã từng gặp từ này rồi rồi tụi con? Sách nó full. Có bạn nào gặp từ này lần nào chưa vậy? Bốn mươi bốn, chemical are easily deactivated, vô hiệu hóa. Hoặc bên hóa chất nó có thể bị vô hiệu hóa nếu mà để ngoài không khí for a long time, khoảng thời gian khá là lâu. Rồi, được chưa các bạn? Con xuống 45 nha. Urban sewage là nước thải đô thị và những cái chất thải công nghiệp là con người thải ra. Vùng biển thì có một cái tác hại cho marine life là những cái sinh vật ở dưới biển, ở dưới nước các bạn. Thì câu 45 thì có thể là hơi khó xíu. Nhưng mà cô cái phần work form này á, là có hai câu là nó
lực của lớp chuyên mình. Có câu 43 đến câu 45 là khó thôi. Thì đây các bạn sẽ là mỗi câu mỗi 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 cái một điểm thì các bạn được bao nhiêu điểm? Để coi bạn nào đúng bao nhiêu câu. Em làm sai hai câu, only one. Đúng một câu thôi á. Đúng một câu thôi á. Ở đây có 5 chỗ trống và mộ, và các bạn điền vào cho nó two extra option là không cần. Thì dạng bài này là dạng bài của FCE. À không, B1 thôi các bạn. Trình độ này B1 tại vì cô đang dạy B1, nên là cái dạng bài này là học sinh làm khá là nhiều. Rồi, they start by making sure the hive là cái tổ ong được giữ sạch và tidy. Thì đây các bạn nhớ cô dịch sơ qua luôn nè. Honeybees là những con ong làm ong mật ong á, là những loài côn trùng không thể nào mà khá là những loài insects. The worker bee, có lẽ worker bee là ong thợ, có lẽ là more sustainable, khá là thú vị. Bạn có thể sẽ không bao giờ có thể là forgiven for not knowing about the lifestyle of these creatures. Trong khi bạn thích thích cái enjoy cái honey mật ong á, at breakfast vào buổi sáng. Và ở đây một số cái dữ liệu mà được xem xét khi mà bạn quyết định mua một cái jar làm cái hũ á các bạn. Chúng ta đều biết rằng những hoạt động của trong tổ ong đều tập trung vào queen là con ong chúa. Thì câu F á là ở đây là C. Thì C này á mấy bạn nhớ là khi làm những dạng bài này là chắc chắn nó có sự liên kết. Nó có một sự liên kết chứ không phải là tự nhiên mà người ta ấy ra đâu. Ví dụ đây nè, là Queen thì đây là liên kết là She nè, cô ấy có thể là sống 5 năm và đẻ trứng cho những thế hệ sau. Được chưa? Thì She này chính là cái liên kết với The Queen. But it's a worker, nhưng mà những người ông thợ thì sao? Là shorter life, tức là sống ngắn hơn trong giai đoạn mùa hè và có thể là tồn tại đến tận là 6 tuần. Những người mà làm công việc này, worker bee sẽ là những cái con ông thợ, là thường là ông là female sẽ các bạn, là ông cái thường trong những tuần đầu tiên của cuộc đời. Thì they refer to the house bee, họ sẽ mất đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thì đây mấy bạn sẽ 47 chọn đáp án A nè. Các bạn thấy là đây đây ở đây là nó đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, tức là đây là những cái con ông thợ đúng không, thì bắt buộc là đây mình phải có liên quan từ đây 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 thì bắt đầu. Và ở có một cái nghĩa nữa đó là nó được coi như là house bee, là những cái con ong ở nhà là đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thì mình sẽ chọn những cái câu nào mà liên quan đến cái này, thì chỉ là bắt đầu là giữ cho cái tổ ong nó sạch và tidy. Thì hai này nó giống như là cái nhà của mấy con ong vậy các bạn. Và đây này cũng là để bổ sung, để thay thế cho chỗ mà worker bees. Mấy bạn hiểu không? Thì đối với những dạng làm bài này thì mình phải tìm được sự liên kết giữa cái nội dung mình đang nói và cái câu. Rồi ví dụ họ sẽ dọn cái cells, những cái tổ mà những cái ô mà nơi mà chúng được sinh ra, và đảm bảo rằng những con ong này chết thì được remove, là được bỏ đi, loại đi á. Thì câu 40 tiếp theo, 48 là chọn đáp án C. Tại sao? Thì ở đây thứ nhất á, là cái nhiệm vụ của họ đang đang người ta đang đang nói đến một chuỗi luôn nè. Dọn sạch cái chỗ mà được sinh ra nè, dọn những cái xác ong mà đã chết nè, và tiếp theo là gì? Là chăm sóc những con ong mà làm sao các bạn? Đâu rồi? Đây, sau đó chăm sóc những con như những y tá đối với những con ong mới sinh. Đó là cái chuỗi cái hoạt động của nó, thì đang liên quan cái chuỗi như vậy thì bắt buộc các bạn phải chọn cho cô đáp án C. Thật ra cái này là B1, không có khó đâu các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ có finally đúng không? Cuối cùng là then, là sau đó. Nó đang dùng những từ nối để mà các bạn biết đó là một cái chuỗi hành động. Cuối cùng chắc chắn là những nhu cầu
của Queen là của ông chúa được được đáp ứng, Matt ở đây là đáp ứng. Và cái nửa đời sau của nó thì tập trung vào nhiệm vụ đã thay đổi, bắt đầu hành động như những người người bảo vệ cái tổ ong này. Thì câu 49 chọn đáp án G. Các bạn thì cái hành động bảo vệ thì như thế nào, thì ở đây nó rõ rõ hơn nè. Câu G là chỉ cho phép là những con ong trong hộ gia đình, trong gia đình bước vào thôi, đó là cái nó làm cụ thể luôn là cái hành động bảo vệ như thế nào. Câu G, sau đó sẽ move on to become the fuel bees. Fuel bees là những con ong ở trên cánh đồng hả? Sẽ leave là sẽ rời khỏi cái tổ. Nó có ba nhiệm vụ trong trong giai đoạn cuộc đời đúng không? Để collect nectar, có nghĩa là thu những cái gì? Những cái mật ở trong hoa hả? Được chưa? Và tuy nhiên cái hành trình này không bắt đầu đến khi họ nó đảm bảo rằng là những cái tổ nhận ra được cái tổ khi nó quay lại. Và sau khi họ bắt đầu bằng cách là short flight, tức là bay ngắn với bạn ở trước tổ, bay tới bay lui, up and down, và rất rõ ràng về cái tổ nằm ở đâu, như thế nào. Thì câu 50 chọn đáp án E, tức là dần dần đi xa hơn, tức là ở đây nó sẽ đi gần hơn nè. Đi gần nè, sau đó mới dần xa hơn nè. Thì ở đây câu 50 các bạn sẽ chọn E cho cô. Further and further away from high. Được chưa? Cái phương pháp cẩn thận này có lẽ là rất sáng suốt và trong việc tìm kiếm cái mật hoa mà will take them a long way from home, là mất một khoảng đường rất là xa để về nhà. Thì cho cô, ở đây mình sẽ có là tổng là 5 điểm, mỗi cái là một điểm. Bài này là thuộc dạng không khó với các bạn nhé. Không khó. Ok. Phần này khó không? Các bạn nhớ tự làm chứ không ấy. Phần này là phần IELTS nè. Testing là của IELTS. 5 điểm, mỗi điểm một câu. Paragraph 1 đi với câu G là pushing the limit of two record break. Thì bữa trước cô đã chỉ cho các bạn cái cách mà làm bài này chưa? Thứ nhất á, là các bạn sẽ đọc cho cô qua tất cả cái headings, là những nghiên cứu hold the key, tức là giữ được cái chìa khóa thành công. Thứ hai là những kỹ thuật techniques mà mang vừa mới mà vừa improve. Thì chú ý cho cô những cái mà số nhiều nè mấy bạn, techniques. Thì các bạn phải tìm được cho cô ít nhất hai cái techniques ở trong cái đoạn đó. Thứ ba là một cái new kind, a new kind of athlete, một cái loại hình, một cái loại vận động viên mới. Thứ tư là new equipment, là enhance những cái trang thiết bị mới để enhance, thúc đẩy cái phần performance này. Thứ năm là vận động viên là những gì mà they eat. À, what they eat là những gì mà họ họ ăn. Thì cái này liên quan thì tí nữa mình sẽ đọc. Và a tailor made made programs will have là một cái chương trình được thiết kế riêng. Được chưa? Và cuối cùng là sẽ có pushing đẩy giới hạn lên mức là phá vỡ kỷ lục. Thì các bạn sẽ, sau khi mấy bạn đọc sơ qua cái phần này á, thì mấy bạn chỉ đọc cho cô một đoạn duy nhất thôi. Mình làm từng đoạn một, sau đó mình quay lại mình xem cái nào mình hợp lý đối với cái headings này thì mình chọn. Ví dụ nè, kỷ lục thế giới, đây là từ khóa nè. Đúng không? Là ước mơ của vận động viên, nhưng mà những kỷ lục khó mà đạt được cách đây vài năm thì hầu như là qualify trong là dành cho chỉ dành cho vòng loại thi đấu của ngày nay thôi. Và thành tích chạy 4 dặm của ông Roger Bennis này vào năm 1956 thì đã bị đánh bại bởi gần như là 15 giây, trong khi nội dung của marathon á, nội dung đã bị hủy
đã bị hủy 1 giờ 20 phút kể từ năm 1953. Faster, higher và stronger, mạnh hơn, cao hơn, nhanh hơn là cái châm ngôn của Olympic, và những cái competitor là những người người thi ngày nay là push back. Push back là các bạn dùng có nghĩa là gì á? Đẩy lùi ranh giới của những gì mọi người có thể đạt được, đẩy lùi ranh giới nhé, những gì có thể đạt được. Và nhưng mà do wonders, người ta tự hỏi rằng điều này có thể tiếp tục hay không. Thì đây mình sẽ liên quan, chỉ có liên quan đến pushing the limit of world record breaking thôi, tức là những cái kỷ lục thế giới, đẩy những cái ranh giới, đẩy những cái giới hạn để mà lên mức kỷ lục thế giới. Tức là hồi xưa, ý là hồi xưa là những cái mà người ta xem như là kỷ lục đó, thì bây giờ nó lại là dễ hơn rồi các bạn ạ. Câu 51 chọn đáp án G. 52 là chọn đáp án D. Thì ở đây là một cái thiết bị mới, thì các bạn sẽ xem xong thiết bị nữa trong này là cái gì. Đây mấy bạn sẽ thấy là thiết bị mới để làm tăng lên cái phần performance đó. Thì thiết bị này là nó là danh từ không đếm được, thì các bạn có thể tìm 1 đến 2. Thì ở đây mình sẽ có nè, thứ nhất là gì mấy bạn, ví dụ nè, là để tăng lên cái ở trong cái môn ném lao á, nhảy sao chứ, thì có một cái fiber bows, một sợi dây bằng thủy tinh được thêm vào. Thứ hai là một cái đôi giày, phát triển ra running shoes. Thì đây là hai cái thiết bị mà mấy bạn có thể làm tăng lên cái phần trình diễn, tại vì nó không gây chấn thương. Injury free, free đây là không chấn thương các bạn nhé. Rồi tiếp tục câu số 3, paragraph 3A. A ở đây có nghĩa là cái nghiên cứu mà hold the key to success, giữ được cái chìa khóa đối với thành công. Là bây giờ mình sẽ kiếm đây là cái nghiên cứu gì. Nghiên cứu gì? Đẩy lùi các giới hạn phụ thuộc vào khoa học, công nghệ và y tế và bất cứ cái gì khác. Thì kỹ thuật thể thao nè, training programs nè, và diets là được nghiên cứu. Đây đây là được nghiên cứu để tìm cách mà take the few second off, có nghĩa là giảm thêm vài giây hoặc là tăng thêm vài cm. Thì đây đây là những cái nghiên cứu đó các bạn nè. Năm mươi ba, paragraph A nha các bạn. Paragraph 4 thì chọn đáp án B nè, tức là new and improved techniques, những cái công nghệ, những cái kỹ thuật mà vừa cải tiến á, thì mình sẽ xem là hai cái kỹ thuật nào dùng để cải tiến. Những cái công nghệ nào, những cái nào mà dùng để cải tiến nè mấy bạn nè. Đây, câu 354 chọn B đây. New, những kỹ thuật nào mới và được cải tiến, kỹ thuật nào? Thứ nhất, mấy bạn nhớ nè. Ở đây là five ways, kỹ thuật là ways nó bằng với nghĩa để mà moving là hiệu quả hơn. Thì chỗ này moving goes on là nó bằng với từ improve á. Efficient là efficient way, nó bằng từ thickness á. Ngay cái câu này là các bạn có thể là liên tưởng đến ngay cả cái tiêu đề của nó rồi. Nhưng mà mình sẽ nói luôn. Thứ nhất là phân tích được cái phong cách của huấn luyện của vận động viên. Được chưa? Thứ hai là những vận động viên nhảy xa thì không cần tập trung vào tốc độ mà cần tập trung vào gốc cơ thể. Đây, đây là những cái mà mình có thể nói là nó sẽ là sự cải tiến ở trong phần
Đây là kỹ thuật mới và cải tiến, có thể dùng như thế này. Thì bản thân đọc câu này là các bạn có thể là quy rồi. Thì đối với cái, theo như cô đánh giá, phần reading này là thuộc dạng dễ chứ không khó đâu các bạn. Đoạn số 5 là S. Thì S nó sẽ chính là cái tailor-made program, cái chương trình này sẽ giúp đỡ. Thì chương trình đó là chương trình gì thì mình sẽ chỉ ra luôn nha, mình sẽ chỉ ra trong đó luôn. Đây, những có phát triển cái cách tiếp cận cá nhân đối với những chương trình huấn luyện, đúng không? Thì đó là chương trình gì? Gọi là chương trình giữ những cái detail diary, có nghĩa là nhật ký chi tiết và thu thập những dữ liệu để dự đoán thời điểm mà trở nên là overtraining. Được chưa? Thì nếu mà tạo thành những cái database, những cái dữ liệu này thì nó có thể là đoán xem là cái hành vi và cái gì của mỗi cá nhân á. Ok. Rồi câu 5 chọn đáp án F. Mỗi bạn mỗi cái phần này mấy bạn được một điểm. Các bạn được đúng bao nhiêu trên 5? Năm trên năm luôn hả? Giỏi vậy. Xịn, Vân Anh, good job. Lịch sử đầy những cái phát minh. Looks good at the times. Phần này khá dễ, đúng rồi, chính xác. Phần này dễ mà, heading. Thật ra heading không có khó đâu các bạn. Trong IELTS khó nhất á. Cô thi mà cô thấy khó nhất là phần multiple choice. Chọn xong cô còn đang hoang mang, đã không biết tại sao nó đúng, tại sao nó sai nữa kìa. Thà nhiêu xin giỏi là dễ nha. Nhưng mà không ai muốn mua cả. Có những cái phát minh trông rất là tốt nhưng mà không ai muốn mua. Thì những ý tưởng này có thể là fail, tức là thất bại. Vì một vài lý do. Đầu tiên là những người thật sự không là có những thứ mà thật sự là không hiệu quả khi mà bỏ nó vào kiểm tra, put to the test, thử nghiệm không hiệu quả. Thì con số 56 các bạn chọn B, 57 chọn C. Rồi. Firstly, sau đó là có những ý tưởng thực sự là tốt nhưng mà không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Fulfill là đáp ứng bằng từ meet đó các bạn. Thì đây là need. Fulfill là need hoặc requirement là đáp ứng nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu. Được chưa? Rồi, hay nói cách khác, mọi người có thể mà sống, làm việc hay cái gì đó mà không cần chúng. Thì ở đây có số 59 các bạn dùng do, do without đó các bạn. Làm cái gì đó mà không cần. Do without. 59, do without damn soul. Vì vậy không mua nó. Một phần, một phần ba, a third group là những người mà nó cái nhóm thứ ba là nó quá đắt để mà sản xuất. Nhưng mà none of the reason explain why. Không có lý do gì giải thích năm 1990. Không có công nghệ mới thành công trong việc thay thế cái đĩa này. Cái đĩa compact disc như là một cái gì đó gói lại những cái nhạc mà được được recording, được ghi âm á, thì means được gọi là như là một phương tiện, câu 60 như là một phương tiện gói gói lại những cái packaging recorded music. Tiếp theo, năm 1990 là giai đoạn thay đổi công nghệ rất nhanh, đặc biệt là ở những lĩnh vực điện tử. Thì các bạn sẽ có nguyên là equipment, trang thiết bị về mặt điện tử, electronic equipment ở nhà. Trong thời điểm này, một số lượng công nghệ đã thay thế được phát minh, có thể thay thế CD, nhưng mà none of them, không có cái nào trong số chúng được yêu thích catch on, được yêu thích cả mấy bạn. Catch on là học từ vựng trong Destination B2 rồi này. Catch on. The new ideas work, những ý tưởng này có hiệu quả nhưng mà lại đắt đỏ, là không đắt đỏ để làm mà được cung cấp cho lượng người dùng với những cái recording mà chất lượng cao á, thì mình sẽ có là 63, các bạn sẽ chọn cho cô là higher
quality recording, tức là những cái phần bản ghi âm mà chất lượng cao hơn, thì 63 chọn hai ồ. Mặc dù tất cả điều này nhưng mà rất ít người mua nó, tại sao? Đố các bạn tại sao mà rất ít người mua mặc dù có chất lượng cao hơn? Bởi vì đây là thói quen tiêu dùng nha. Điều này có thể giải thích by the fact that, câu này là phần viết writing là cô hay dùng nè. This can be only by example by the fact that, là bởi cái sự thật rằng mọi người mà đã đầu tư vào CD player, là cái máy CD player và cái disc âm nhạc, thì không nghĩ rằng cải tiến chất lượng on. Thì đây mấy bạn sẽ chọn là on on offer, có nghĩa là để bán giảm giá. Được chưa? 64 chọn 65 chọn C. Ok. Rồi xem mỗi câu mấy bạn, mỗi câu đúng các bạn được một điểm á. Mỗi câu đúng được một điểm. Đúng được 10 câu không? Phần này dễ nè, cô nghĩ là các bạn sẽ đúng được nhiều. 70, 69, 71, 72, 71 ADB. Tụi con lấy cái bút highlight lên. Đây là dẫn chứng những câu mà trả lời. Tí nữa mình sẽ làm. Tí nữa mình sẽ... Cái đó là phần dẫn chứng nha. Rồi ok. Xong chưa các bạn? Highlight xong chưa tụi con? Huyền ơi, ok, ổn không con? Trần Hà, Thanh Hà. Xuống. Cô xuống nha. Đây có 66 nè. Thì cái đoạn văn này chủ yếu nói về cái gì? Những bài học về mang tính chất đạo đức từ việc mà xem thể thao đối với trẻ con. Câu 66 chọn C. Cái chỗ nào mà con làm con cảm thấy lăn tăn á thì con nói cô ơi tại sao nó như thế này thế kia, tại vì cô đã đưa dẫn chứng rồi. Câu số 7 là thuộc về từ vựng thôi các bạn. Hồi sinh làm sống lại, củng cố hoặc tạo ra, củng cố hoặc tạo ra sự mạnh mẽ, còn truyền cảm hứng là không hợp lý, đặc trưng hoặc là hồi sinh không hợp lý về về nghĩa về từ vựng. Cái này thì cũng bằng giống như là cái mấy cái đề học sinh chuyên của tụi con thôi, nó không khó hơn đâu. Cái đối với đoạn này nè, 68 quan điểm của tác giả về những cái misconduct, ở đây là những hành vi sai trái các bạn. To conduct ngoài cái nghĩa là tính dẫn điện rồi các kiểu đó, thì ngoài ra nó còn nghĩa là hành vi sai trái nữa. Tám mươi tám, harmful message, đưa ra những thông điệp rất có hại cho trẻ con, thì những cái này là nên, những cái thông điệp mà có hại nên giải quyết bởi ba mẹ. 68 chọn D. Thảo Vy ơi làm xong chưa? Việt Anh làm xong mấy cái thằng này chưa con?
69 theo như đoạn 2 dẫn chứng là cho cô cho sẵn ở dưới này nha các bạn nhé. Là cái gì ba mẹ nên dạy con trẻ của mình, đó là sự hợp tác với bạn, collaboration. Thì đây mình có trong đoạn 2 nè, chỉ ra rằng không cầu thủ nào có thể mà chiến thắng một đội mà tự bản thân họ. Rất quan trọng cho thành viên là work together, làm việc cùng nhau. Đây, đoạn 2 dẫn chứng. Bảy mươi grace, duyên dáng lịch sự, civility, còn kindness là lòng tốt, sự hào phóng và phép tắc xã giao. 70 các bạn sẽ chọn cho cô là đáp án D. Bảy mươi mốt, câu nào sau đây về thể thao là không được đề cập đến trong bài? Thì đối với những dạng bài này các bạn chú ý nè, là mình sẽ tìm ba cái có trong bài đoạn 3 luôn. Cái phần mà hồi nãy cô ghi á, đoạn 3 luôn, what about the official? Thì thứ nhất là cái lỗi của cầu thủ sẽ không bị trừng phạt mặc dù là sự có mặt của official. Thì là what about official cho trẻ con let get away with clear foul nè, là thoát khỏi, đúng không? Không 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 bị trừng phạt bởi những cái lỗi này. Mà ba mẹ có thể làm sao các bạn? Thảo luận nha, ở đây mình có thể là thảo luận chứ không phải là liệu rằng đúng hay sai và nó ảnh hưởng đến trận đấu hay không, được chưa? Thứ ba là another thing to focus, cái này là nằm trong cái phần highlight hồi nãy rồi, cô không nói nữa. Highlight nãy mà cô đưa sâu lên đầu tiên á các bạn. Rồi cái chỗ nào mà tụi con lăn lăn tăng thì con phải ấy nhé. Tiếp tục. Today, refer to thì trong các dạng câu hỏi thì cái dạng này là dạng dễ nhất nè. Bữa trước khi mà cô dạy các bạn reading rồi đúng không? Thì dạng reference là dạng dễ nhất. Bạn chú ý cho cô ở đây cái câu số however. Bọn trẻ nên học cách xem sport by no means all negative and present should make sure. Đây, ở xem straight the positive too, they should emphasize. Thì đây mình xem đây có nghĩa là bọn trẻ, sorry, ba mẹ nên tập trung emphasize, nhấn mạnh cho con mình ở high reputation. Nhấn mạnh với bọn trẻ về danh tiếng cao, được chưa? Và những cầu thủ mà có hành vi cư xử rất là tốt, không phải là vì đồng đội, không chỉ vì đồng đội mà còn là vì khán giả hoặc là media, là giới truyền thông nữa. Thì đây là đây nó sẽ thay thế cho chữ parents. What should parents not emphasize? Cái gì ba mẹ nên không 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 tập trung vào? About the players. Thì đây là những cái hành vi rất là lạ lùng trong cuộc sống cá nhân. Thì nó có sẵn luôn dẫn chứng ở đoạn cuối các bạn. Dẫn chứng ở đoạn cuối. Phần A, phần B, phần D và không có. Ok. Well behaved không. Những đóng góp thì ở đây là câu A nè. Câu B là well behavior là cư xử rất là đúng mực nè. Cư xử đúng mực nè, không hả hê khi giành chiến thắng nè. Đúng không? Hoặc là hờn dỗi khi thua nè. Và ba mẹ có thể stress, bị stress. How important, không phải là bị stress mà nhấn mạnh rằng là những người này conduct themselves, những người này cư xử tốt như thế nào trong cuộc sống cá nhân. Và ở đây mình sẽ chọn đáp án sorry, ở đây là C các bạn nhé, C chứ không phải là B đâu, sửa lại chỗ chỗ này. Thì câu B á, không nhấn mạnh về về những cái cư xử lạ lùng trong cuộc sống của họ. Rồi đúng hết chưa? Đúng đúng đúng, it's okay.
Cô xuống tiếp. Antics bằng với silliness là sự ngớ ngẩn. Vớ vẩn ngu ngốc. Ok. Câu 74 chọn D, câu từ vựng. Và 78, câu nào sau đây có thể infer from the passage? Là suy luận, câu suy luận thuộc dạng câu khó trong đề. Đây mình sẽ có nè. Họ được tôn trọng bởi những teammate đồng đội, khán giả và media. 75 chọn đáp án A. Rồi mỗi câu đúng các bạn sẽ được một điểm. Xem được bao nhiêu điểm nhé. Một điểm con. Mỗi câu đúng hơn một điểm. Phần viết câu cô nghĩ là dễ. Đối với cái đề thi này là dễ nè. Là mặc dù tìm kiếm khắp mọi nơi, search high and low, họ không thể tìm thấy Jack. Thì Jack nowhere. Ở đây mấy bạn, nowhere là không có nơi nào được tìm thấy, vừa mang bị động nữa. Was nowhere to be found. Mặc dù cuộc tìm kiếm đang sao inspired á, thì các bạn cộng cụm danh từ thì our search high and low. Hoặc là các bạn có thể đổi về undo cũng được, cái nào cũng được hết. Tìm kiếm khắp mọi nơi thì mỗi phần viết này các bạn được một điểm nữa nhé. Mỗi phần viết này các bạn được một điểm. Tiếp theo, câu 77, theo kịp ông tụi con, ba mẹ nghĩ rằng tôi nên đến trường đại học thay vì tìm một công việc. Thì bữa trước mình học rồi nè, trong bài số, trong cái Bridging the Gap, các bạn nhớ không? Prefer rather than. Thích cái gì hơn cái gì, muốn cái gì hơn cái gì? Prefer rather than là muốn cái gì hơn cái gì, câu này cũng dễ luôn. Tiếp theo, we have to return, quay lại kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ sớm hơn bởi vì team bị ốm. Thì các bạn nhớ là cut something short, là cắt giảm cái gì đó mẹ. Cut something short là cắt giảm cái gì đó. Vì team bị ốm. Cô nghĩ là ba câu này là các bạn phải làm được nè. Có ai không làm được ba câu này không? Hello. Sao Ngọc Hà ơi, Tuấn Kiệt. Mấy bạn nhớ cái phần viết câu, có mỗi lần mấy bạn sai một từ là mấy bạn đi luôn cả câu nhé. Rồi mỗi câu một điểm nè, câu cuối cùng. À, phần 78, 80 thì ra 80 80 điểm á, phần này mỗi mỗi câu 2 điểm luôn. Appetize, mình sẽ có nguyên một cụm luôn nè. Học rồi, told me appetize là khiến ai đó tò mò. Tức là câu chuyện làm cho tôi rất tò mò. Thì whet somebody's appetize for something là khiến ai đó tò mò. Nâu lại cho cô cụm từ này. It wasn't time. Thì cô thấy nếu mà là cô sẽ viết theo cái công thức này. Cô bỏ dùng quyết định luôn. Đó không thể là Tom được, người bạn thấy trong cái department store for sure. Thì mình suy luận một điều gì đó chắc chắn đó, là các bạn dùng must have a V3 và không phủ định là can have a V3 thôi. Ok. Câu này các bạn sẽ chọn cho cô là đáp án 80. Chọn đáp án can have a V3. Rồi, bây giờ mỗi câu một điểm. Bây giờ hiện tại là mình có 80 điểm đúng không? Mấy bạn sẽ cho cô biết mình được bao nhiêu điểm trên 80 nào.
Cô gửi cái video á hả anh, chứ cô không gửi cái file con. Bạn bảy mươi bảy trên 80 luôn. Cái bạn kia gọi đáp án cho cô xem. Trần Hà 63. Ủa cái đề này đề của sinh giỏi tỉnh 12 ấy tụi con. Xong chưa? Xong chưa? Rồi ok, any questions for me? Có câu hỏi gì cho cô không? Rồi ok, hôm nay mình sẽ nghỉ trước 7 phút nha các bạn nha. Tuần sau chúng ta sẽ học bù, thứ tư chúng ta sẽ học bù thêm thêm thời gian. Và cô sẽ gửi cái video lên cho các bạn nhé. Goodbye everyone.